Thưa quý vị, thời tiết nóng bức, nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của người dân, đặc biệt đối với người cao tuổi rất dễ mắc bệnh. Một số bệnh người cao tuổi thường gặp phải mùa nắng nóng là bệnh say nắng, say nóng, đột quỵ do nhiệt độ tăng cao hoặc bị mất ngủ. Dự báo nắng nóng sẽ còn diễn ra trong thời gian dài, do đó việc chăm sóc sức khỏe nói chung cho người lớn tuổi nói riêng cần phải được quan tâm nhiều hơn. Tại Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu, trung bình mỗi ngày có trên 1.000 bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh, trong đó bệnh nhân đa phần là người cao tuổi. Những ngày nắng nóng vừa qua đã khiến cho bệnh nhân cao tuổi gia tăng hơn những ngày thường. Cụ thể là trong tháng gần đây, bệnh nhân cao tuổi đến khám và điều trị tăng gần 200 lượt so với những tháng trước đó. Một số bệnh người cao tuổi thường mắc phải là bệnh tim mạch, huyết áp, viêm phổi, đau nhức cơ thể. Đối với người cao tuổi, các chức năng trong cơ thể suy giảm dần theo thời gian, trong đó có hệ miễn dịch nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Mình phải nghỉ ngơi để nữa, rồi qua lấy thuốc uống, tối mình ngủ nghe đồ nó cũng khỏe, làm như nắng chịu nổi. Ở trong nhà rồi cái mở quạt rồi kia nọ đó, rồi cho người mình nó thoải mái, chỉ mặc đồ cho nó rộng rãi, đừng cái mặc ôm nó mệt lắm. Bình thường như vậy thì khỏe, đi lại nó không thoải mái lắm, ăn uống bình thường. Nhưng mà tới mấy ngày nắng ăn không được, ăn không có vô. Có nước mà ngồi trong nhà mở máy mát, nó lạnh thì nó đỡ đi rồi. Mà nó hao điện. Ngành chuyên môn cũng lưu ý đối với người dân, khi trong gia đình có người cao tuổi bị mắc bệnh, không được tự ý mua thuốc điều trị, nhất là dùng kháng sinh. Nếu sử dụng thuốc kháng sinh không theo chỉ dẫn của bác sĩ, sẽ gây hại cho sức khỏe của người lớn tuổi, có thể dẫn đến tình trạng kháng các loại kháng sinh, khiến cho việc điều trị bệnh sẽ càng khó khăn hơn. Để bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng, người cao tuổi cần ăn uống đủ chất, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Lưu ý đối với người cao tuổi có bệnh lý nền thì phải điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ và chủ động thăm khám kịp thời khi cơ thể có dấu hiệu của bệnh. Ở người cao tuổi đang có mắc các bệnh mãn tính và cần phải điều trị dài ngày thì những cô bác này nên là uống thuốc đều đặn theo toa của bác sĩ và tái khám khi hết thuốc. Và đặc biệt là cô bác lớn tuổi thì khi mà thấy cơ thể mình có cái dấu hiệu bất thường thì nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn. Và tiếp theo là về phần ăn uống thì cô bác lớn tuổi nên ăn thức ăn nấu chín, tức là ăn thức ăn mềm dễ tiêu, ăn ít và nhiều bữa. Lưu ý khi ăn là tránh ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh, và chế độ ăn của mình là nên hạn chế muối. Tiếp nữa là về phần uống thì nên uống chín, tức là mình uống nước đã đun sôi, hạn chế uống nước đá và có thể là uống thêm nước ép trái cây hoặc là sữa. Và cũng có một cái lưu ý ở người lớn cũng tương tự như trẻ nhỏ, là khi mà mình ngủ ở phòng máy lạnh thì mình phải giữ nhiệt độ phòng máy lạnh so với phòng ở ngoài là chênh lệch không quá 5 độ. Thời tiết nắng nóng, người lớn tuổi tránh ra ngoài trời quá lâu, đặc biệt đối với người mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, nhà ở cần phải thoáng mát, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để tạo môi trường sống thoải mái cho người lớn tuổi, tránh tình trạng bức bối gây khó ngủ do nhiệt độ tăng cao. Với những khuyến cáo của ngành chuyên môn kết hợp với sự chủ động bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng sẽ giúp cho người lớn tuổi sống vui, sống khỏe hơn.